Đây là kem gì hết đó. Năm sáu giờ vậy á, dạ chiều chiều là. Giờ thấy như mặt dễ thương phải không? Hồi nãy là che giấu bộ mặt dễ thương, giờ muốn càng ngày càng đẹp nè. Chị chúc cho live show buổi cả. Nay ngày mấy rồi ha? Mọi người thấy hình như coi 23 đúng không? 23. Ngày mai 24 là chương trình live show của ca sĩ Dương Triệu Vũ cùng với tất cả các anh chị em ca nghệ sĩ đồng nghiệp, trong đó có Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà và nhiều người cũng có tham gia nữa. Hy vọng chương trình ngày mai 24 Tây tại Hội An chúng ta sẽ hứa hẹn với nhau là một đêm show thật là vĩ đại, thật là đông nha quý vị, đến đông nha. I love you. Yes, yes.